Ngày xưa, con người và các loài động vật sống bên nhau vui vẻ, hòa thuận. Nhưng rồi, một kẻ độc ác có tên Con Lăn đã lừa các loài động vật, khiến chúng cho rằng con người là kẻ thù. Cuộc chiến xảy ra, cho đến khi các vị anh hùng xuất hiện bảo vệ loài người và chấm dứt chiến tranh. Lin Chang, Thỏ Nhảy, Sonia, Ray Dũng Mãnh. Trong Biệt đội Anh hùng 108. Tập 55, Chiến binh đất sét. Tôi trông chờ cậu sẽ nêu gương tốt với tư cách là đội trưởng của đội 1, Lin Chang. Chúng ta cần phải dọn sạch sẽ chỗ này từ trên xuống dưới trước đợt kiểm tra chính thức của chỉ huy Tinh Tinh. Tôi muốn thấy những chiếc chuông báo động này sáng bóng lên, Sonia. Tôi là một người hùng không phải bảo vệ. Ray, đội 1, kiểm tra toàn bộ. Không thể chấp nhận được. Cái bàn này không sạch sẽ chút nào. Đúng, giờ thì sạch rồi đấy. Được rồi mọi người, chúng ta vẫn phải tiếp tục việc này cho đến khi hoàn thành đúng yêu cầu. Có thể nếu ai đó sẵn sàng giúp chúng ta một tay. Thế là có ý gì? Có phải ngài đang ám chỉ là tôi không làm tròn trách nhiệm của mình không? Tôi sẽ vật chân với ngài ngay tại đây. Tôi chỉ muốn nói là thật bất công. Bất công à? Tôi sẽ cho ngài biết thế nào là bất công nhé. Một chiến binh trẻ tuổi bị nguyền rủa trong quãng thời gian đẹp nhất đời mình. Đó mới là bất công. Không, nếu tay tôi được tự do thì tôi không thể ngừng cù chính mình. Xin lỗi Ray, chỉ là đôi khi tôi thấy thất vọng về tình trạng tay của tôi thôi. Có lẽ tôi có thể giúp. Cả đội đang trong tình trạng cần dọn dẹp gấp và chúng tôi không cần bất kỳ phát minh nào làm lộn xộn nơi này đâu. Nhưng đây đâu phải là một phát minh vớ vẩn. Nó có thể giải quyết triệt để vấn đề của cậu. Thật chứ? Ý cậu là cuối cùng tôi cũng có thể kiểm soát được tay mình à? Đã quá lâu rồi. Một cách chữa trị khoa học cho một lời nguyền bí ẩn sao? Thế này liệu có phải là thông thái không? Chưa thử thì sao biết được? Tôi chẳng thấy có gì khác hết. Đúng, nhưng nhìn thấy là sẽ tin ngay. Tay của tôi, lời nguyền, không còn cù nữa. Tôi được tự do rồi. Ngài thông thái, ngài đúng là thiên tài. Tất cả chúng tôi đều mừng cho ngài, ngài không tay. Giờ chúng tôi không thể gọi ngài là ngài không tay nữa rồi. Ngài cần có tên mới, một cái tên nào đó nghe hay và đặc biệt như Ray Dũng Mãnh chẳng hạn. Vậy tên là ngài có tay thì sao? Được rồi, tôi chỉ đang khởi động thôi mà. Chỗ này chỉ cần bỏ chút công sức ra thôi. Sáng bóng. Có lẽ ngài nên bình tĩnh lại, ngài không tay. Ông ta càng lau dọn nhiều thì tôi càng đỡ phải làm. Đội 1, anh em ngựa vằn đang khủng bố một ngôi làng gần đây và chúng ta phải ngăn chúng lại. Đội 1, triển khai. Đi nào!
Tay của ngài có chuyện gì không ổn à? Không không, tất nhiên là không phải. Chỉ là nóng lòng muốn chiến đấu thế thôi. Vậy tên là ngài chỉ huy tài ba 10 chữ số được không? Đợi đã. Thế tên chiến binh trước kia gọi là... Những tên thua cuộc đội 1. Lừa các người đến đây thật quá dễ dàng. Vì cái gọi là tình người, nên việc nắm bắt tâm lý các người thật đơn giản. Và chúng ta sẽ đánh bại các người hoàn toàn. Vậy à, các người và đội quân nào? Đội quân này thì sao? Xin lỗi vì đã hỏi câu đó. Đội quân đất sét huyền thoại. Đúng thế đấy, Linh ngốc ạ. Chúng là bất khả chiến bại và hoàn toàn nằm dưới sự thao túng của chúng ta. Các chiến binh tiêu diệt đội 1 đi. Theo hiệu lệnh của tôi. Cuối cùng ta cũng có cơ hội vấy bẩn tay rồi. Đừng có chỉ đứng đó nhìn, còn đầy kẻ thù đấy. Ta là Ray dũng mãnh. Sợ nhãn cầu của ta chưa? Có vẻ như mình sẽ cần nhiều chuối hơn nữa. Thỏ tấn công. Chúng ta nhắm vào thân thể bằng đất sét của chúng là hoàn toàn vô dụng. Chúng ta cần một chiến thuật mới. Kẻ nào gọi bánh kẹp đấy? Này, ngài không tay đang dùng tay kìa. Không thể nào, hắn nên đổi tên đi chứ. Binh lính kiểu gì mà không bị sắc đẹp của ta mê hoặc thế nhỉ? Chúng làm bằng đất mà. Lý do đó không hợp lý. Lưỡi đầy đất sét. Cảm ơn Linh Trang. Ngài không tay, các đòn tấn công của ngài đang dần trở nên hỗn loạn. Phải đập thật mạnh. Thế này chẳng khác nào đấm vào tường gạch. Giá có cách gì đó làm cho mấy gã này mềm ra. Có lẽ là có đấy. Ray, phá vỡ đập nước ra đi. Cái gì cơ? Đập dùng để giữ nước cho các ruộng lúa ấy. Đôi giày mình thích nhất. Chiến binh bất khả chiến bại. Xem nhãn cầu của ta đây. Tên của các người giờ là Bùn. Các chiến binh của chúng ta nhão ra rồi. Làm gì đó đi. Đập mạnh. Chúng ta không sợ các ngươi đâu. Ta sợ. Tôi thấy thương cho những tên này. Chúng tôi đầu hàng. Ngài không tay mất tự chủ rồi. Hắn ta khiến ông chủ con lăn giống như một con mèo nhỏ. Chúng ta đi khỏi chỗ này thôi. Tôi không muốn làm hại ngài đâu, bạn thân mến.
đánh bại kẻ thù là một chuyện, nhưng sự hung bạo của ngài đối với một kẻ thù đã đầu hàng làm hỏng cả hình tượng người hùng của ngài. Linh Trang, ta không thể dừng lại được. Tay của ta không nghe ta chỉ huy. Hạ ta đi vì lợi ích của cả đội. Tốt lắm. Việc này sẽ kết thúc ngay thôi. Đội 1, cuộn lại nào. Tôi muốn bắt tay cậu vì đã dừng tôi lại. Nhưng có lẽ tôi không làm thế thì hơn. Có lẽ ngài thông thái có thể tìm ra một giải pháp khác cho cái tay điên cuồng của ngài. Vô ích thôi. Chiến binh già cả này đã học được một điều. Đó là giải pháp tạm thời không thể giải quyết được một vấn đề lâu dài. Có chuyện gì thế Ray? Ngài trở lại chỉ đơn giản là ngài không tay. Đúng lúc tôi tìm ra một cái tên mới rất hợp cho ngài. Đó là ngài cực kỳ nguy hiểm. Thật là phí quá.